cặp đôi này vì để né tránh vũ khí hạt nhân, đã trốn vào một nơi trú ẩn dưới nhà. Ai ngờ họ chỉ vừa mới bước vào, ngôi nhà phía sau đã bị nổ tung. Họ nghĩ rằng chiến tranh hạt nhân sắp xảy ra. Để tránh bức xạ hạt nhân, người chồng thân là một nhà khoa học, đã đặc biệt khóa cửa bằng ổ khóa thời gian. Chỉ sau 35 năm mới có thể mở cửa. Nhưng những gì họ không biết là nó hoàn toàn không phải là một quả bom làm nổ tung ngôi nhà của anh ấy, chỉ là một chiếc máy bay bị rơi. Rất nhanh, người vợ đã mang thai sinh ra con trai Adam. Rất may, người chồng đã có tầm nhìn xa, xây dựng một nơi trú ẩn với mọi thứ cần thiết, ngoài đủ nguồn cung cấp để tồn tại 35 năm. Bạn có thể xem TV khi rảnh rỗi, coi nhà kho như một siêu thị. Bạn thậm chí có thể tự trồng rau và nuôi cá. Khi Adam lớn lên, họ giống như những bậc cha mẹ bình thường, cho con trai một nền giáo dục tốt nhất, dạy cho cậu bé văn hóa và phép xã giao, nhảy, trượt băng và ném hộp với cậu bé. Người cha cũng đem thẻ bóng chày và cổ phiếu yêu quý của mình trao lại cho con trai. Mặc dù dưới lòng đất, nhưng nó lại không khác gì cuộc sống trên mặt đất. Đã 35 năm trôi qua như thế này, Adam cũng đã trưởng thành là một anh chàng cao giáo, đẹp trai. Vào ngày sinh nhật của anh ấy, mẹ đã sử dụng những nguyên liệu cuối cùng, làm cho anh ấy một chiếc bánh sinh nhật. Adam cũng âm thầm thực hiện một điều ước, hy vọng sẽ sớm thoát khỏi cảnh độc thân. Rốt cuộc thì anh ấy cũng đã độc thân 35 năm rồi. Đêm này, cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, gia đình cũng thức tỉnh, cuộc sống bị giam cầm cuối cùng cũng kết thúc. Cặp đôi đã nhảy múa và cổ vũ. Mẹ nóng lòng quay lại mặt đất, vì cuộc sống dưới lòng đất từ lâu đã khiến cô ấy chán ngán. Nhưng cha vẫn cảnh giác với thế giới bên ngoài. Chúng ta cần phải thận trọng. Hãy đợi cho đến đêm. Chết tiệt. Màn đêm buông xuống, cha ra đi tìm đường trước. Anh ta mặc một bộ đồ bảo hộ và đi xuống. Nhưng bên ngoài đã thay đổi rất nhiều. Ngôi biệt thự cổ đã biến thành một quán bar hỏng. Chủ quán bar cho rằng mình đã xúc phạm đến chúa thần, sợ đến mức ngất xỉu. Cha thận trọng bước ra. Khu phố sầm uất ngày xưa, bây giờ chỉ có một đống rác vô tận. Ai đó đang tìm rác để ăn, cũng có người đang điên cuồng nôn mửa. Cuối cùng cũng nhìn thấy một người phụ nữ bình thường. Không ngờ chỉ vừa mới mở miệng: "Tôi có thể là một cô gái. Nếu bạn nghĩ tôi là một cô gái, tôi có thể thay đổi bất kể điều gì theo ý bạn muốn." Anh ấy nghĩ rằng thế giới bên ngoài thật sự quá đáng sợ. Những người trên mặt đất đều đã bị chiếu xạ đột biến gen. Anh ta ngay lập tức chạy trở lại dưới lòng đất, nói với vợ con rằng tình hình bên ngoài rất tồi tệ, cực lực phản đối việc ra ngoài và sinh sống. Nhưng mẹ thực sự chán ngấy cuộc sống tẻ nhạt này. Cô ấy muốn Adam nhìn thấy bầu trời, biển cả, núi non. Giữa các tranh chấp, cha bị đau tim, nhưng nguồn cung cấp ở nhà đã cạn kiệt. Adam tình nguyện lên và mua. Trước khi rời đi, cha cũng không quên dặn dò: "Nếu con gặp được cô gái mà con thích, nhớ kiểm tra xem cô ấy có bình thường không." Rất nhanh, Adam đã đi lên mặt đất một cách suôn sẻ, rời khỏi khu bảo tồn này, nơi anh đã sống 35 năm. Chủ quán bar, người mà vừa được gặp Thượng Đế đêm qua, trực tiếp coi anh ta như một vị thánh nhân, bắt đầu ăn năn ngay tại chỗ. Adam cũng kiên nhẫn an ủi, chờ cho đến khi chủ quán bar được xoa dịu. Cuối cùng anh ấy cũng mở cửa từ từ. Đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy bầu trời xanh thực sự. Niềm vui của anh khiến những người qua đường phải suy nghĩ. Một cái gì đó đặc biệt xuất hiện trên bầu trời. Cái gì vậy? Bầu trời, tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này trong đời. Hay một điều dễ thương như bạn. Adam thấy mọi thứ đều tươi mới. Anh ấy chào đón mọi người một cách nồng nhiệt, trong lòng rất hạnh phúc. Tuy nhiên, anh ta không quên mục đích của chuyến đi của mình. Anh ấy đi siêu thị để mua đồ, nhưng 35 năm sau, giá đã tăng vọt. Hóa đơn lớn mà anh ấy mang theo, bây giờ đã không đủ để mua bất kỳ thứ gì ở đây. Tệ hơn là, Adam đột nhiên phát hiện, bản thân đã quên mất đường về. Vì vậy, anh ấy bắt xe buýt từ sáng đến tối. Thậm chí đã tiêu hết tiền, nhưng vẫn không tìm thấy nhà ở đâu. Khi không thể làm được gì, anh ấy nhìn thấy một cửa hàng đang mua thẻ bóng chày. Và anh ấy vừa hay đã mang một chiếc hộp từ nhà đến. Người đàn ông này đã sống dưới lòng đất được 35 năm. Vừa lên mặt đất thì đã phát tài rồi. Anh ấy có một hộp đựng thẻ bóng chày trong tay. Sau vài thập kỷ, giá đã tăng gấp đôi, gấp hàng chục lần. Một mảnh có giá hàng chục nghìn. Adam không biết gì về nó. Khi chủ cửa hàng da đen muốn chi $500, muốn mua cả hộp thẻ từ anh ta, Adam cũng không nghi ngờ, thậm chí một chút hạnh phúc. Nhìn con cừu béo ngu ngốc này, ít nhân viên bán hàng bên cạnh không thể chịu đựng thêm được nữa, đã bóc mẹ ông chủ một cách ngẫu hứng. Kết quả có thể đoán trước được, ông chủ đã sa thải cô ngay tại chỗ. Vô tình xuất hiện cảnh mỹ nhân cứu anh hùng, đã khiến Adam phải lòng trực tiếp để nói chuyện nhiều hơn với người mình thương. Anh ấy quay sang Eve để được nhờ giúp đỡ, hy vọng cô ấy tìm được cho mình một nơi để sống. Nhưng Eve đã cảnh giác, cô còn nghĩ rằng bản thân đã gặp một kẻ lừa đảo. Vì vậy co giò chạy ngay đi. Adam nhanh chóng bắt chuyện để xin lỗi, cũng hứa đem một tấm thẻ bóng chày coi như một lời cảm ơn. Thật là ngu ngốc khi có tiền mà không tiêu. Eve ngay lập tức đưa anh ta đến một khách sạn sang trọng, cũng thành công ở trong một căn phòng cao cấp trên tầng 18. Rèm cửa có thể được kéo mở, đã trực tiếp Adam sợ hãi tột cùng. Anh chàng tốt, anh ấy chưa bao giờ thấy một vị trí cao như vậy trong đời. Ngày hôm sau, Eve hối hận vì điều đó. Cô ấy trả lại thẻ bóng chày cho Adam, vì cô ấy nghĩ nó quá quý giá, trong lòng thấy vô cùng có lỗi. Hãy nhìn cô gái năng động và tốt bụng này. Adam thực sự rất đau lòng. Anh ấy đã hoàn toàn quấn lấy Eve,
nghĩ căng não để cố gắng đến gần cô ấy hơn. Nhớ đến ít vì anh ấy bị mất việc làm, anh ấy có ý tưởng, tại sao bạn không giúp tôi bán thẻ bóng chày, mua đủ thực phẩm và hàng tạp hóa, để đổ đầy nó vào một số xe tải, thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày. Đối với những người đói, họ vẫn chưa đói, nhưng họ cần, và đưa ra một gói lương hấp dẫn. Dưới sự dụ dỗ của đồng tiền, ít lại lay động rồi, nhưng mức lương cao như vậy không dễ kiếm được, không chỉ có thể giúp Adam mua sắm điên cuồng, đồng thời giúp anh ấy tìm được một người vợ không bị đột biến gen. Ít không nói nên lời, nhưng trình độ của người lao động vẫn là khiến cô ấy đồng ý với yêu cầu thái quá này. Đồng thời, mẹ cũng không thể chịu được sự buồn chán, quyết định lẻn lên để xem xét. Bạn là ai? Tôi là một người mẹ. Đây là đức mẹ Đồng Trinh. Đột nhiên một nhóm người xuất hiện, thật đáng sợ, bà nhanh chóng trốn trở lại. Với sự giúp đỡ của Ít, Adam nhìn thấy một khía cạnh rộng lớn hơn của thế giới. Trượt băng miễn phí trên đường phố, cổ vũ và nô đùa trên biển, cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên trong cơn mưa, mọi thứ đều mới và tuyệt vời. Tối nay, cuối cùng thì Ít cũng đưa Adam đến bữa tiệc vũ hội, giúp anh ấy tìm một người vợ trong một buổi hẹn hò mù quáng. Cô ấy muốn dạy cho Adam một số bài học, ai mà biết được người ta là người tài giỏi, không chỉ có thể trò chuyện với những người phụ nữ xinh đẹp mỗi phút. Điệu nhảy cũng khá thông minh, thu hút sự chú ý của chị em phụ nữ hoàn toàn, trở thành tâm điểm của khán giả. Cú giấm trong trái tim của Eva bị đánh sập ngay lập tức, cho đến khi Adam bỏ đi với một người phụ nữ khác. Cô ấy không thể chịu đựng được nữa, liền quay người rời đi. Anh trai nói rằng cô ấy đã yêu anh chàng đó rồi. Ít vội vàng phủ nhận, em sẽ không yêu một người đã trưởng thành mà vẫn đang mải mê đi thu thập thẻ bóng chày đâu. Em có, một người thích thú vào quần của mình khi nhìn thấy đại dương. Em có thích, hoặc một người chú ý nhiều đến cách cư xử trên bàn ăn. Giờ thì anh trai đã lười nói chuyện với cô ấy rồi. Bản thân Ít cũng không có gì để nói nữa, vốn muốn mắng Adam, không ngờ rằng những điều cô nói ra tất cả đều là những ưu điểm của anh ấy. Ít quyết định ra ngoài tìm Adam, không ngờ rằng Adam sẽ quay lại một mình. Ít bị bong gân chân, anh ta đánh môi thuốc cho cô ấy. Cuối cùng thì Ít cũng nhận ra, cô ấy cũng có tình cảm với Adam, đây không phải là tình yêu đơn phương của anh ấy. Người đàn ông này đã sống dưới lòng đất được 35 năm, vừa trở lại mặt đất đã trở thành triệu phú. Những tấm thẻ nhỏ được thu thập từ nhiều thập kỷ trước, hiện có giá trị hàng triệu. Những cổ phiếu nhỏ mà cha đã mua ngẫu nhiên vào năm đó cũng trị giá hàng chục triệu. May mắn hơn, trong ngày đầu tiên anh ấy ở mặt đất, tôi đã tìm thấy được vợ. Vì thế, vào đêm tỏ tình thành công, những người đàn ông nồng nhiệt mời đối phương hãy cùng nhau sống dưới lòng đất, còn đem kinh nghiệm trong 35 năm sống dưới lòng đất của anh ấy nói hết tất cả với cô ấy. Ít đã bị choáng váng, cô ấy nghĩ rằng não của Adam nhất định là có vấn đề, nhưng lại ngại nói trực tiếp với Adam, chỉ có thể nhanh chóng nói lời chúc ngủ ngon để tiễn khách. Ngày hôm sau, trong khi Adam và bạn bè tiếp tục đi mua sắm đồ, tình cờ tìm thấy lối vào nhà. Anh ấy vui vẻ đến nhà Ít, muốn chia sẻ tin vui, nhưng ai biết được Ít đã gọi bác sĩ tâm lý, muốn đưa Adam đi kiểm tra. Nhìn vào tư thế này, người ta nói rằng nó không thể giải thích được, vì để về nhà, Adam đã chọn chạy trốn. Trước khi rời đi, anh ấy không quên để tất cả các thẻ bóng chày và tài sản còn lại trao hết cho Ít. Nhìn thấy Adam bỏ chạy, bác sĩ tận tâm vẫn muốn gọi cảnh sát và tiếp tục đuổi theo. Ít vội dừng lại, không, bạn không thể gọi cảnh sát. Tình yêu à, tôi buộc phải làm điều này. Nếu trường hợp đứng lên và chống lại, không, tôi không chấp nhận điều đó. Cảnh sát sẽ đến trong một chiếc xe cảnh sát với một khẩu súng. Được rồi, xin cô hãy bình tĩnh. Tôi rất sợ, tôi không biết phải nghĩ gì. Nhưng, bạn biết không, tôi tin tưởng ở anh ấy. Adam, người đã mua tất cả các nguồn cung cấp, lúc này cuối cùng cũng đã trở về ngôi nhà ngầm của mình. Sau đó đem đồ tích trữ trong nhiều thập kỷ tới nhanh tay truyền về, cho đến khi Ít tìm thấy nhà kho của Adam, mọi thứ đã được làm trống từ lâu, và cô ấy đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra điều đó. Thứ mà Adam đã từng sử dụng qua trong khách sạn, cả chúng đều được tạo ra cách đây 35 năm. Số cổ phiếu còn lại trị giá hàng chục triệu. Ít nhận ra, cô có thể đã thực sự hiểu sai về Adam, vì vậy cô ấy quyết định đi đưa Adam trở lại. Nhưng nó giống như mò kim đáy bể, tìm kiếm suốt đêm mà không có kết quả, cô đành bỏ đi trong thất vọng. Ít nhìn những người đầy màu sắc qua cửa sổ xe hơi. Lúc đó cô mới phát hiện ra, cô ấy biết quá ít về Adam, giữ thứ cuối cùng mà Adam để lại. Ít cảm thấy buồn, nhưng ngay bây giờ, một hình bóng quen thuộc lướt qua, định mệnh đã khiến họ gặp lại nhau. Cô vội vã ra khỏi xe và chạy về phía Adam, hai người ôm nhau thật chặt. Chính như vậy, Adam đưa Ít trở lại ngôi nhà dưới lòng đất, cha mẹ vui mừng khôn xiết, đêm giao thừa được đón nhận nồng nhiệt, để làm cho cha mẹ thích nghi tốt hơn với cuộc sống trên mặt đất. Adam bán một số cổ phiếu và thẻ bóng chày, sau đó đầu tư vào nhiều ngành khác nhau, còn bận rộn ở ngoại ô, sửa chữa ngôi biệt thự lớn bị đánh bom năm đó. Cho đến khi mọi thứ được giải quyết, Adam cuối cùng đã đưa cha mẹ mình trở lại cuộc sống trên mặt đất. Sau khi người mẹ ra khỏi xe, ngắm nhìn bầu trời xanh mây trắng đã mất từ lâu, bà hứng thú như một đứa trẻ,
và Adam đã giải thích mọi thứ cho cha mình. Không có chiến tranh hạt nhân trên thế giới này, nhưng người cha làm nhà khoa học vẫn còn ngờ vực, nghi ngờ mọi thứ trên trái đất. Khi mẹ chìm đắm trong cái đẹp, cha lại lẻn vào sân, đo bằng sải chân, lập kế hoạch khu vực cho nơi trú ẩn tiếp theo.